Trong những ngày vừa qua, câu chuyện về hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ đuối nước khi đang đi du lịch tại Thác Mây, tỉnh Thanh Hóa của em Trần Đăng Linh, sinh năm 2004 ở đường Chùa Chuông, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, sinh viên năm 3, trường Đại học Quốc gia Hà Nội và hai bác sĩ Vũ Đình Quỳnh, Lâm Quang Tập, Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa tỉnh Hưng Yên được lan tỏa rộng rãi, khiến nhiều người cảm phục. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 7 năm 2024, khi em Trần Đăng Linh và một số cán bộ bác sĩ Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa tỉnh Hưng Yên đang có chuyến du lịch tại Thác Mây, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Khi đang vui chơi tại Thác Mây, chị Trần Thị Huyền cũng là thành viên trong đoàn phát hiện có hai trẻ em đang vùng vẫy do bị cuốn vào dòng nước chảy xiết, không thể tự thoát ra được nên đã chi hô mọi người cứu giúp. Ngay lập tức, em Trần Đăng Linh và hai bác sĩ Tập, Quỳnh đã lao xuống nước, nhanh chóng hợp sức đưa các cháu lên bờ. Thật ra là trên cái khúc mà có hai cháu đuối nước thì cái khu vực đấy là rất là nguy hiểm. Nước cuốn kiểu vòng xoáy, mình nghĩ là nó cũng là hai cái hướng nước vào, nước ra, thậm chí nước xuyên ở dưới nên là cuộn rất là mạnh, thác chảy rất mạnh. Nên là khi mà xảy ra hai cái cháu nhỏ đuối nước đấy thì có trong đoàn có anh Tập, anh lao xuống là người đầu tiên, anh vùng vẫy để cứu hai cháu đấy. Nhưng cũng bị đuối sức, khi đó là cháu Linh trong đoàn thì ra cũng rất là dũng cảm. Từ mỏm đá đã phi xuống để cứu một cháu ra, đồng chí Tập đẩy một cháu nữa thì là mình đứng gần bờ đấy thì mình cũng kéo cháu vào. Để mà lao xuống cứu thì em nghĩ là ai cũng thế thôi, gọi là quan điểm gọi là bản năng, thấy ai chết thì cứu. Và lao xuống chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, suy nghĩ duy nhất trong 3 phút cứu người đấy thì nó cũng chỉ là ở dưới cái đá nên nó đừng có đáng hầm và em nhảy thế nào cho cơ thể lành nặng để mà cứu tiếp. Đáng chú ý, trong quá trình cứu đuối, hai em nhỏ trong tình trạng hoảng loạn đã kéo bác sĩ Tập xuống dòng nước khiến anh bị mất sức, không có khả năng tự vào bờ. Khi đó, bác sĩ Quỳnh và em Trần Đăng Linh sau khi đưa hai em nhỏ vào bờ an toàn thì tiếp tục quay lại hỗ trợ kịp thời, đưa bác sĩ Tập vào bờ an toàn. May mắn có cháu Linh ở Quỳnh là vào là mỗi người gỡ một người ra, xong là cũng lại cuối cùng mình lại thành đuối nước nên thành mình sau đó thì mình cũng được hai đồng chí là kéo vào nên là may đoàn cũng an toàn. Hành động dũng cảm cứu người của Linh và nhóm các bác sĩ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cứu người trong tình huống nguy cấp. Trong đó, em Trần Đăng Linh năm nay mới 20 tuổi, xứng đáng là tấm gương góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thanh niên hiện nay.